tươm tất, sạch sẽ, đa dạng món ăn. Đó là những gì nhìn thấy tại bếp ăn tập thể ở nhà máy luyện đồng khu công nghiệp Tăng Lòng, huyện Bảo Thắng. Bếp ăn ở đây đều được thiết kế theo quy tắc một chiều, có khu vực sơ chế, chế biến thực phẩm bảo đảm sạch. Nhân viên nấu ăn đều được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm. Để đảm bảo được cái chất lượng bữa ăn an toàn vệ sinh thực phẩm thì chúng tôi thực hiện theo đúng cái quy định của nhà nước, tức là kiểm thực về thực phẩm 3 bước đầy đủ, từ khâu nhập, khâu sơ chế đến khâu nấu chín. Thế rồi đối với lại nhà ăn thì chúng tôi thực hiện theo bếp quy chế là quy chuẩn bếp ăn một chiều, có nghĩa là người lao động sẽ đến và được ăn, được phục vụ nhà nhiệt tình. Thế còn đối với mức ăn thì là chúng tôi thực hiện là 25.000 đồng trên người trên suất. Thế và hàng ngày thì đều có bộ phận y tế tham gia cùng với lại nhà ăn để nhập thực phẩm, để kiểm tra an toàn thực phẩm. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có hàng trăm bếp ăn tập thể tại các doanh nghiệp, cơ sở. Thời gian qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện an toàn thực phẩm trong các bếp ăn tập thể. Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn còn chủ quan, chưa giám sát nguồn thực phẩm đầu vào. Việc chăm lo đời sống bữa ăn của công nhân chưa huy động sự tham gia của các đoàn thể. Thì qua cái kiểm tra thì cũng còn phát hiện một số những cái bất cập, cũng như cái tồn tại trong cái việc mà đảm bảo an toàn thực phẩm cho công nhân. Ví dụ đặc biệt là một số cái bếp ăn tập thể thì cái số lượng suất ăn cũng rất là nhỏ. Thứ hai nữa là cái điều kiện để chế biến tại một số những cái chi nhánh của một số cái bếp ăn tập thể, ví dụ như là của Apatit, thì cũng chưa đảm bảo cái điều kiện về cơ sở vật chất cũng như là con người. Nhiều khi là người tham gia vào chế biến thực phẩm thì vẫn còn phải thực hiện kiêm nhiệm các cái nhiệm vụ khác trong cái việc sản xuất, nên là cái việc mà chấp hành theo các cái quy định của pháp luật là cũng chưa được phù hợp. Để những công nhân lao động có được bữa ăn ngon, đủ dinh dưỡng và từ đó họ có động lực, trách nhiệm và thêm yêu quý công việc của mình, thì việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho bữa ăn ca của công nhân là cần thiết để nâng cao sức khỏe.